Sắp tới mùng 8 tháng 3 rồi đấy. Chắc là cũng có khối ông đang đau đầu không biết làm như thế nào để gây ấn tượng với người ấy đúng không? Vậy thì hôm nay tôi sẽ bật mí cho các ông một bí kíp làm như thế nào để gây ấn tượng với vợ và bạn gái của mình trong bất kỳ ngày dịp lễ nào nhé. Tôi thì tôi thấy phụ nữ quanh tôi cực kỳ thích nước hoa và mỹ phẩm. Tại vì đó là phụ nữ mà. Ai chả thích đẹp, chả thích thơm. Mà còn chưa kể nhá, các ông tặng cho nàng những mùi hương đúng gu, đúng sở thích. Vậy là các ông được cộng ngay 100 điểm về tinh tế rồi chứ còn gì nữa à. Vậy thì còn chần chờ gì nữa nhỉ? Cùng tôi đi mua nước hoa cho các nàng thôi. Đây, đã tới đâu rồi đấy các ông ơi. Tôi không biết các ông có quen ở đây hay không, nhưng mà đối với tôi thì tôi đã quá quen ở nơi này rồi. Tại vì gần như ít nhất một tháng tôi sẽ tới đây một lần. Và cái điều mà tôi thích nhất khi mà đến với thế giới nước hoa đó chính là nơi đây rất đa dạng và phong phú tất cả các loại nước hoa chính hãng trên toàn thế giới. Và một điều mà tôi cũng khá là thích ở đây đó chính là tất cả các bạn nhân viên đều là master về nước hoa. Và về cái độ am hiểu, về cái độ kiến thức về nước hoa thì không cần phải bán nữa rồi. Nên là các ông chỉ cần gọi là miêu tả một chút thôi thì các bạn sẽ lấy ngay cái mùi mà các ông mong muốn. Đỉnh chưa? Đỉnh thì sao thôi còn gì nữa. Như này đây, tôi chỉ cần đến mà nói muốn tặng quà mùng 8 tháng 3 cho cô em gái, chọn giúp tôi mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát, giá cả thì phù hợp, là các bạn sẽ chọn cho tôi một set như này này. Gì mà cả 3 món nước hoa full size, cộng son, cộng kem chống nắng, mà giá chỉ có 950 cành như này. Đây, để tôi zoom cho các bạn xoay kỹ nhá. Set này nổi bật với em nước hoa Pháp 100ml đây này. Em này có mùi hương rất thanh lịch, ngọt nhẹ, nhưng lại không kém phần gợi cảm của hoa nhài. Đi làm, đi học hay là đi chơi, điều sai rất là ok luôn. Ngoài ra còn một tuýp kem chống nắng che khuyết điểm của thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên nổi tiếng của Hàn Quốc, Dewy Tree. Và sản phẩm thứ ba trong set quà là thỏi son đến từ thương hiệu Nhật Bản, Zumei. Set quà này chỉ có 950k thôi, mà được để trong một hộp quà đen cứng cáp, sang trọng quá này các ông. Này, mà các ông đem đi tặng các chị em thì cứ phải gọi là cộng ngay 100 điểm về tinh tế luôn đấy chứ. Đặc biệt, set quà 950k này có tận 3 phiên bản và 3 mùi hương khác nhau. Các ông cứ dựa theo sở thích và phong cách của người ấy mà chọn nhé. Là ông nào muốn mạnh tay hơn một xíu, muốn lựa một set quà đến từ thương hiệu nổi tiếng hơn thì có thể chọn set này nha. Tôi nghe nói mấy bạn ấy tư vấn và tôi cũng mê luôn đấy. Set này sẽ gồm 3 sản phẩm: một chai nước hoa đến từ thương hiệu nổi tiếng Giorgio Armani 50ml. Chai nước hoa này rất nổi bật với tông màu đỏ mạnh mẽ cùng những tầng hương lôi cuốn kết hợp từ hoa hồng, Cambridge Moss, xạ hương trắng và vani. Rất hợp để các ông tặng những cô nàng có cá tính mạnh mẽ và tự tin nha. Sản phẩm thứ hai là một hộp bơ trắng dưỡng thể đến từ thương hiệu Minus 417 hương biển. Cuối cùng là một chai sữa tắm lớn cùng thương hiệu Minus 417. Xịn sò như thế này cũng chỉ có 2,7 triệu thôi đấy công ạ. Tính ra một set 3 món cũng chỉ bằng giá một chai lẻ. Đến với thế giới nước hoa như lạc vào ma trận đấy các ông ạ. Vừa thoát khỏi ma trận set độc quyền thì lạc ngay vào ma trận gift set chính hãng. U mê không lối thoát luôn. Nhân dịp mùng 8 tháng 3 quá trời là gift set chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng mà đã được giảm giá mạnh đấy các ông này. Đây, set này đảm bảo 10 thì cả 10 chị em đều thích. Giá bình thường chỉ có 2,6 triệu mà nay giảm còn 1,9 triệu thôi đấy. Gồm 2 món nhé. Một chai nước hoa Zimbao Gauche cũng như gây ấn tượng bởi mùi hương nữ tính mà còn đầy thanh mát. Chai nước hoa được thiết kế độc đáo, được lấy cảm hứng từ thân hình đồng hồ cát của người phụ nữ, cùng với những bông hoa màu vàng đồng được nhấn nhá sang trọng ở cổ chai. Đi kèm nước hoa quyến rũ từ ngoài vào trong là một tip body lotion. Ông nào có bạn gái phong cách nữ tính, gợi cảm thì cứ set này mà tặng cho tôi, đảm bảo là không lệch tí nào đâu. Ông nào mà muốn mua nước hoa lẻ hoặc là mỹ phẩm để tặng cho bạn gái thì cứ đến cửa hàng mà xem nhé. Tất cả mọi sản phẩm sẽ được sale tới 50% đấy. Còn chần chờ gì nữa? Hãy đến ngay thế giới nước hoa để chọn những món quà mùng 8 tháng 3 thật là ý nghĩa nhé. Tôi chúc các ông toàn thắng.